chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món cơm chiên Dương Châu. Và nguyên liệu để chúng ta làm là nguyên liệu chính là thứ nhất là củ cà rốt và một củ khoai tây và lụp xưởng. Tiếp theo nó là ba quả trứng, trứng gà, trứng vịt gì cũng được. Và hay là đậu Hà Lan, thắng gì cũng sao cũng được, miễn là đừng có thiếu cơm thiếu trứng. Và cuối cùng là cơm. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Chúng ta sẽ gọt vỏ cà rốt ra nha các bạn. Mình sẽ gọt từ từ trước, bởi vì mình chưa có quen gọt cái này lắm. Gọt cho sạch nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cái này ra. Là cắt đu xong. Và các bạn cũng hãy gọt vỏ khoai tây, gọt cái củ khoai tây này trước luôn nha. Bây giờ mình sẽ cắt, bây giờ là củ như vậy đúng không các bạn, mình sẽ cắt như vậy ra và sau đó chúng ta sẽ cắt. Cắt như thế này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt hàng lụi luôn nha. Đúng vậy. Giờ mình sẽ cắt nhỏ ra. Đúng rồi. Và những và bây giờ mình cũng sẽ làm tương tự vậy thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ qua sắc cái củ khoai tây nha các bạn. Mình sẽ sắc cho nó đi. Ơ mỏng hả? Lỡ mà. Con mỏng được con này xuống. Đưa xuống cho nó thấy đường nó sẽ lì, nó lì. Mình sẽ xách đi. Mình sẽ xách như vậy. Xách sao mà các bạn vừa ý các bạn thôi nha. Mình sẽ xách tiếp tục nha. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xách lục xưởng như thế này nè các bạn. Và sau đó thì như thế này nha các bạn. Dạ. Và chúng ta sẽ xắt hạt lựu nha các bạn. Cũng xắt hạt lựu luôn. Cái nào chúng ta cũng sẽ xắt hạt lựu hết. Và mình đã xắt xong lạp xưởng rồi các bạn ơi. Đậu Hà Lan mình cũng không cần xắt đâu. Bây giờ mình dẹp cái này qua một bên.
mình sẽ bắt đầu chế biến cơm thôi. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ làm một trứng như các bạn. Mình sẽ làm như thế này. Ở một trứng. Bây giờ nha. Sau đó mình sẽ tách nó ra như vậy nha các bạn. Rồi có tách đi. Giờ mình sẽ làm, mình sẽ lấy lòng đỏ nha. Các bạn cũng có thể tách trứng bằng cái chai cũng được. Mà mình quên tất cả gì rồi. Và cái lòng đỏ thì chúng ta sẽ bỏ vô cơm nha. Đó. Tiếp theo. Đó. Tiếp tục nha các bạn. Mình cũng sẽ làm tương tự. Và tiếp theo là chúng ta sẽ trộn đều nha. À, không để cho dính. Bây giờ mình đã xúc ra rồi các bạn. Mình sẽ để ở đây khác nha. Để nó đừng có bị dính.
xưởng vào bật bếp trước nha. Bây giờ mình đã làm xong rồi là thành quả của mình ra là chưa có kinh nghiệm lắm nên là còn có một số miếng khác một tí mà thơm. Bây giờ mình sẽ ăn thử.